Xin chào, chào mừng quay trở lại. Video này Hường sẽ chia sẻ về những cách kiếm tiền online mà các bạn không nên tham gia. Nếu như các bạn còn có những cái cách kiếm tiền online nào không nên tham gia nữa, hãy bình luận xuống bên dưới. Hoặc các bạn bị những cái vấn đề scam hay là đã gặp những kinh nghiệm gì, hãy bình luận dưới video này để chúng ta cùng nhau chia sẻ và rút kinh nghiệm. Ok, cách số 1 chúng ta không nên tham gia đó là chúng ta kiếm tiền bằng cái việc gõ mã captcha. Cái này có nghĩa là có những cái loại mà chúng ta sẽ cứ ngồi và gõ những cái mã này, mã captcha, cứ gõ và enter, gõ enter như thế này thì chúng ta sẽ có được vài trăm đồng, vài chục đồng. Đấy, những cái mã như thế này. Thực tế thì cũng có những một số kênh nó có thể cho chúng ta kiếm tiền. Tuy nhiên là có rất là nhiều cái nó lừa đảo. Và một trong những dấu hiệu lừa đảo đó là hoa hồng rất là cao. Bởi vì những thông thường chúng ta sẽ kiếm được rất là ít sau mỗi lần gõ captcha như thế này. Hương đã gặp một số lần mình cứ dấn thân và mình gõ. Xong mình thấy một lần tới 1 đô bỏ trong Bitcoin. Hoặc là 0.5 đô, chứ 0.1 đô. Thích quá mình cứ gõ hoài, rồi cuối cùng nó đâu có trả tiền. Cho nên đây là hãy cẩn thận những cái trường hợp như này có khả năng bị lừa đảo đấy. Và dù không bị lừa đảo thì các bạn cũng biết rồi đấy, hoa hồng rất là thấp luôn. Rồi có một loại nữa tiếp theo, đó là kiếm tiền bằng khảo sát, làm khảo sát online ấy. Thực ra bên nước ngoài nó cũng có một số cái gọi là pay survey, tức là làm khảo sát online trả tiền. Tuy nhiên là một số thị trường ấy chúng ta sẽ được hoa hồng cao, ví dụ thị trường Mỹ này, người ta thu thập ý kiến và người ta sẽ nhận được phản hồi và mình sẽ nhận được hoa hồng. Đấy là một số công dân bên Mỹ hoặc là những cái nước phát triển. Còn ở Việt Nam mình thì cái việc kiếm tiền bằng khảo sát online này á thì khả năng bị dụ rất là cao. Thực tế thì cũng có một số cái mà mọi người lưu ý là những cái mà chúng ta ngồi máy tính, ngồi bấm tại nhà như thế này á thì thường hoa hồng sẽ rất là thấp. Một số vụ là mình có thấy hoa hồng rất là cao, mình nhào vô mình bấm, mình làm khảo sát quá trời quá đất. Đấy, mình cứ thấy là một bài khảo sát nó trả mình tới 2 đô, tới 5 đô, mình cứ nhào vô mình làm cũng nhanh mà, bấm cả ngày cả đêm, xong rồi nó hẹn là nó chưa trả hoa hồng bởi vì mình chưa đủ số bài hoặc là chưa đủ trang web. Hôm sau mình nhào vô bấm tiếp và cuối cùng mình làm rất là nhiều và không được trả hoa hồng là chuyện bình thường. Và dù trả hoa hồng thì cũng rất là thấp, cực lắm, mình không thể nào giàu đâu. Rất là khó để giàu từ cái việc kiếm tiền lẻ lẻ, những cái đồng lẻ lẻ làm khảo sát kiếm tiền như thế này. Cho nên là các bạn thôi ngay từ đầu luôn đi, đỡ mất công, đỡ mất thời gian, đỡ mất mấy ngày. Ngày xưa Hùng cũng dấn thân vào làm mất mấy ngày trần độc, tại sao mà không mang lại được kết quả gì, để lại một bài học. Ok, một cái loại nữa đó là chúng ta kiếm tiền bằng hình thức xem quảng cáo. Có nha các bạn, không phải là không đâu, mà kiếm tiền bằng hình thức xem quảng cáo tức là đây, giống như kiểu là mình sẽ vô một số cái app ấy, mình cứ xem quảng cáo của người ta, xem quảng cáo kiếm tiền thôi, rất là nhiều. Tuy nhiên là những cái mảng như thế này ấy nhiều lắm, các bạn lên YouTube các bạn gõ thì nhiều kênh nó uy tín, có scam, có uy tín cũng được, tuy nhiên là không có được bao nhiêu đó. Các bạn ngồi xem cả ngày cả đêm, giết chết thời gian, không có được bao nhiêu, được mấy đồng lẻ thì cũng không thay đổi cuộc đời của mình, mà mình làm cho con người mình nó ngu đi ấy. Nên là mình làm những cái cách thông minh hơn, những kênh thông minh hơn để mình tạo ra thu nhập, chứ không còn phải né cái hình thức là kiếm tiền online bằng hình thức xem quảng cáo ra. Nó cũng kiếm được, nhưng mà nó không làm cho mình giỏi hơn trong lĩnh vực internet marketing ấy. Nên mà kiếm cái mảng khác, tiền rất là nhiều trên mạng, không thiếu đâu. Đừng lo lắng là hết mảng để tham gia, và đừng có tiếc nuối những cái đồng tiền bé bé như thế mà chúng ta mất đi một cái hành trình, cái con đường thu nhập tốt hơn. Ok, đọc báo kiếm tiền. Đọc báo kiếm tiền thì một số nhà tiếp thị, những cái ứng dụng, những cái app trên điện thoại, cái app báo hiện nay trên điện thoại nhiều lắm. Và họ muốn mình đọc báo của họ, họ để tập thói quen người tiêu dùng cũng như là để quảng bá cái ứng dụng của họ đấy. Thì họ sẽ cho mình một số cái khoản hoa hồng để mình khi mà mình đọc báo thì chúng ta vẫn có thể là tham gia những cái này, có thật đấy. Nhưng mà cũng giống như mấy cái hồi nãy Hường nói đó, hoa hồng không được bao nhiêu, tốn thời gian thì nhiều, giống kiểu giết chết thời gian của mình vậy đó. Mình nếu mà nhiều thì cũng đỡ đi, mà thực ra mấy cái mà nhiều ấy thì phải cẩn thận, nó scam đấy. Rồi ok,
Bây giờ mình kiếm tiền từ việc like Facebook, cái này như kiểu trước đây thì hay bị, nhưng bây giờ thì có cái máy comment rồi thì sao, thì bây giờ một số người họ có cái phần mềm đi comment. Ngày xưa thì phải comment đi comment qua đi comment lại, rồi nó có một cái ứng dụng trung gian, mình lên mình comment chung chung vậy là nó sẽ có một số cái bài viết sang cái bài của người khác, rồi người ta comment vào cái bài của mình. Tóm lại là việc đi like Facebook và đi xem YouTube thì cũng có, nhưng mà cũng tương tự như ở trên thôi, kiếm được rất là nhiều tiền. Và đặc biệt cái hình thức cuối cùng Hường muốn chia sẻ ra LinkedIn platform là những cái dự án ICO lừa đảo. Cái này là bị dính nhiều nhất nè. Cái này bây giờ những năm gần đây thì bị nhiều nhất, là bị lừa đảo, tức là ACO, tức là một những dự án mà nó phát hành những cái đồng coin và nó hứa hẹn với nhà đầu tư, hứa hẹn rằng là cái đồng coin này rất là tốt, nó rất là tiềm năng, được những nhà đầu tư lớn đầu tư hoa hồng, cái tỷ suất lợi nhuận của nó rất là cao và nó khả năng lên sàn rất là lớn. Lúc mà mình mua những cái đồng coin này á với giá thấp lắm, ví dụ như 1 đô, 2 đô, 0,5 đô, thậm chí là nó chỉ 0,1 đô nữa, rất là bé, và đợi đến một ngày nào đấy mình, những nhà đầu tư thì mong chờ đến một ngày nào đó đồng coin lên sàn thì trở nên giàu có. Trên thực tế là những cái dự án ICO này, tức là những mọi người hình dung cái ICO này không? ICO tức là cái initial coin offering á, tức là kêu gọi vốn đầu tư những cái dự án mà nó chưa lên sàn. Ví dụ như Bitcoin, ETH thì đã lên sàn rồi đúng không? Rồi Ripple, rồi một số đồng đã lên sàn là những cái đồng này nè. Ví dụ đây là những cái đồng coin nó đã lên sàn. Đấy, thì khi mà lên sàn như thế này á thì chắc chắn cái đồng coin đấy gần như là nó còn, nó không có bị biến mất cái những cái đồng coin như thế này. Nhưng không phải là cứ lên sàn là chúng ta sẽ giàu có, mà hên xui cái độ bám trụ của cái đồng đó trên sàn, cái mức giá nó có ổn định hay không, nhiều người tin dùng hay không, thì nó cũng quyết định tới cái giá của nó trên sàn. Vậy nên là những cái nó tức là những người họ phát hành ra cái đồng coin đấy, những cái tổ chức họ phát hành ra đồng coin đó, họ kêu gọi là góp vốn đầu tư đi, đủ số người dùng, đủ tiềm năng nó sẽ lên sàn. Thì mấy năm qua người ta bị lừa hàng loạt, tức là vừa có góp tiền vô ban đầu thì tỷ suất lợi nhuận rất là cao, đóng tiền vô mình tỷ suất lợi nhuận cao, sau đó một thời gian sau 6 tháng vẫn còn lợi nhuận cao, gom hết tài sản bán để đầu tư vào cái đồng đấy, xong cuối cùng phút cuối cái sập sàn. Sập sàn thì giống như kiểu ở cái bài báo này của Cà Phê F nè, thì mọi người cũng thấy là năm 2018 có Bitconnect nhiều lắm. Bitconnect là một cái ví dụ, một trong những ví dụ đầu tiên thôi. Sau này có EFC, có rất là nhiều những cái đồng mà người ta bỏ vốn vô, người ta bán, đặc biệt là ở nông thôn người ta còn có bán trâu bán ruộng để người ta đầu tư. Bây giờ ban đầu ấy hoa hồng rất là cao, và sau đấy thì mình đến một lúc nào đó nó sập và chúng ta không thể nào rút tiền được ra. Vậy nên là cái việc mà lừa đảo ICO như thế này á thì rất là nhiều ở trên mạng rồi. Nên là khi mà mọi người đầu tư bất kỳ một cái đồng coin nào thì chúng ta phải cẩn thận. Và mọi người thấy không, theo thống kê 78% ICO lừa đảo thì bây giờ nó vẫn còn hoành hành, chứ không phải 2018 đâu. Từ 2018 cho đến thời điểm này vẫn tiếp tục có những cái đồng đồng coin ra đời. Người ta tức là chuyên gia đồng coin này họ ra đời kêu gọi vốn, xong nó chết, người ta lại tạo ra cái đồng coin khác, rất là nhiều như thế. Và hầu như là cái này nè, đây có một thống kê, tại 78 là lộ lừa đảo này, 4% thất bại, 3 dự án chết, 3% dự án chết, tức là những cái dự án nó đã lên sàn rồi nhưng mà đồng coin vẫn chết, không được sử dụng bởi vì có quá nhiều đồng coin cũng như là cái độ tin cậy của khách hàng thấp. Vậy nên là Hương vừa thống kê ở đây là những cái hình thức mà kiếm tiền online mà chúng ta nên cẩn thận. Ví dụ như những cái này thì nó ít tiền lắm, nên là các bạn tham gia không tham gia, bởi vì thứ nhất là có thể là scam, cái thứ hai là rất là lâu để đạt được mục tiêu tài chính, nên thôi ngay từ đầu đi, sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Chúng ta chọn những cái sự lựa chọn nó thông minh hơn, thu nhập cao hơn, thà chịu khó một chút, kiên trì một chút nhưng mà chúng ta có thu nhập cao hơn, thay vì làm những cái đồng tiền lẻ như thế này. Còn những cái ICO như thế này thì thực sự là cái mảng này làm cho nhiều người kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà cái lòng tham của con người là không đáy, và nhiều người cũng phá sản rất là nhiều từ những cái dự án ICO này. Các bạn thật cực kỳ cẩn thận nếu tham gia.
Thực tế là cũng chả ai biết được, hầu như là chỉ có những người tạo ra cái đồng coin thì họ mới kiểm soát được là khi nào nó sập thôi, chứ còn mình không bao giờ mình biết được. Bây giờ mình vẫn có thể là thấy nhận tiền rất là ngon, nhưng mà mình không thể nào biết khi nào nó sập. Những lúc nào thực sự ngon thì cũng có thể lúc đấy là cái lúc sắp sập, mà những lúc nào chưa ngon thì mình lại không tham gia. Nó tóm lại là có rất là nhiều vấn đề, nên là đầu tư vào coin á, thì các bạn thực sự là phải cẩn thận, chọn những kênh uy tín và biết kiểm soát rủi ro, phải tìm hiểu thật kỹ. Chỉ có mình mới bảo vệ được chính mình ở trong lĩnh vực này thôi. Nếu các bạn quan tâm nhiều hơn về kiếm tiền online, những hình thức kiếm tiền uy tín hơn, lâu dài hơn, thụ động hơn, thì hãy follow Hường trên Facebook và Live Fanpage Tomato Hường ở đây, cũng như là đăng ký kênh YouTube để nhận những bài chia sẻ nhiều hơn. Nếu các bạn quan tâm tới kiếm tiền YouTube với Affiliate Marketing người Việt Nam kiếm tiền Mỹ, hãy xem và follow làm theo từng bước với danh sách phát này. Kiếm tiền YouTube với Affiliate Marketing Hường có để ở phần mô tả nữa, thì các bạn hãy follow và làm theo từng bước. Ở đây có những cái bài theo thứ tự để chúng ta có thể làm theo và bắt đầu mảng kiếm tiền trên mạng này. Ok, chúc các bạn tham gia tốt trong lĩnh vực kiếm tiền online này. Hãy cho Hường một bình luận ở bên dưới cũng như là đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.